Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng với Hoàng Anh Gia Lai, 17 giờ ngày 8 tháng 4. Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai được xem là tâm điểm của vòng 8 giữa hai đội đang đứng đầu bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kia Tisak của đội bóng phố núi đang gặp khó khi lực lượng sức mẻ nghiêm trọng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước cuộc đối đầu này, cả chủ lẫn khách đều có mạch trận ấn tượng. Chủ nhà SHB Đà Nẵng vừa có 2 trận thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và Hà Nội, nhưng Hoàng Anh Gia Lai còn chơi tốt hơn khi có đến 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 5 trận thắng để tạm vươn lên đầu bảng với 16 điểm. Đây có thể xem là thành tích tốt nhất của lứa công Phượng, Văn Toàn, Văn Thành, Xuân Trường kể từ ngày ở có mặt ở năm League năm 2015 đến nay. Với mạch trận rất tốt như thế, nên cả hai đội bóng đều hưng phấn trong cuộc đối đầu này, đặc biệt là chủ nhà SHB Đà Nẵng. Nói thế, bởi sau 2 trận thua Bình Định và Sông Lam Nghệ An khiến mạch trận bất bại bị đứt quãng, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang rất muốn lật đổ được Hoàng Anh Gia Lai để lấy lại ngôi đầu. Để làm được điều ấy, họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phải thắng. Cơ hội đang đến rất gần với đội chủ nhà khi trận này Hoàng Anh Gia Lai bị mất hai trụ cột là trung vệ Kim Song Su và tiền vệ Xuân Trường vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Chưa kể Tuấn Anh vẫn đang chấn thương nên khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Việc mất những trụ cột sẽ là một bài toán khó cho huấn luyện viên Kia Tisak bên đội bóng phố núi trong việc tìm người thay thế khả dĩ. Chưa kể trong lịch sử đối đầu, ưu thế vẫn đang thuộc về SHB Đà Nẵng. Trong 33 lần gặp nhau, đội chủ nhà đã thắng đến 18 trận, hòa 5 và thua 10. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số mang tính tham khảo, vì khi bóng chưa lăn thì vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Trận đấu này còn là cuộc so tài giữa hai cựu danh thủ cùng thế hệ là Lê Huỳnh Đức và Kia Tisak trên băng ghế kỹ thuật. Nói thế bởi trước đây, cả hai huấn luyện viên này từng rất nhiều lần so kè nhau trên hàng công ở đào tạo Việt Nam và Thái Lan lúc còn thi đấu. Này, họ lại tiếp tục đối đầu nhau trên ghế huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng V-League, khiến trận đấu này càng thêm hấp dẫn và đáng xem. Dự đoán kết quả trận đấu, 2-1. We'll be right back.